Yên tâm có video nhá. Thể hiện đi. Lại là lỗi của thằng lúc nãy cho ăn rồi. Cầm cái tiếng này là về luôn. Này, làm đông rồi. Đâu sáng em ra rồi anh đùa. Chắc bắt đầu được 15 phút chứ mấy. Đã. Rất triển vọng, nó ở bên trên của triển vọng. Vâng, em biết rồi. Chị viết ký hiệu. Em biết chứ, em chị đang nói là chị viết sẽ viết cái ký hiệu này vào cái chỗ đánh giá này mà. Đấy, come on. Đây là giám khảo của chúng ta. Đặt chụp ảnh đặt đấy, cho nó đang sâu dáng. Bây giờ nó mới sâu dáng à? Trở lại bây giờ nhắm cho từ 18 tới 24 tháng cho cái. Chọn hướng chụp để cho nó không vướng giám khảo, chụp từ đằng trên kia chụp lại. Chúng ta có 3 con cái hiện tại trong sân thi. Cả 3 con đều được danh hiệu là SG. Rất tốt. Con chiến thắng là số báo danh 108. Một con chó to. Có cái tỷ lệ rất là tốt. Nó rất là tinh trắng. Có đầu rất là ấn tượng. Có bộ vai tốt, cái mông tốt và cái đường lông tốt. Có cái tỷ lệ ngực tốt, cân đối. Chân trước thì chuẩn, nhưng mà khi mà nó di chuyển thì nó hơi bị ra ngoài. Hai cái gốc chân sau khi đi thì nó hơi hẹp. Các gốc chân thì tốt. Nó di chuyển rất là tốt và nó di chuyển rất là nhẹ nhàng. Chắc chắn nó là con chiến thắng của nhóm này. Con thứ hai. Thiệt là khó khăn để mà điều khiển con chó này. Con này nó cần phải được tập luyện nhiều hơn nữa.
Có thể là ngày hôm nay nó hơi very good à. Nó cần phải được tập luyện nhìn nhiều. Nhìn ông smart hơn còn đỏ hơn kìa. Nhìn ông smart hơn kìa. Hai anh em vừa ngồi với nhau mà mỗi người cũng có một chai bia thôi đấy. Không cần uống nhiều. Một chai là đủ mặt đỏ rồi. Nó là một con cái to, khỏe và rất là tự. Có bờ vai bình thường. Có mấy mông ngắn và nó cần phải dài thêm nữa. Có ngực tốt, tỷ lệ ngực tốt. Phần thân trước tốt. Có góc chân trước tốt và góc chân sau rất tốt. Nó bự, nó muốn lúc nào cũng đi trùng chân hết, cho nên là người chủ cần phải tập luyện cho nó đi tốt hơn. Cẩn thận nhờ cái video này bán được khối chó đấy anh Tuấn ạ. Cẩn thận nhờ cái video này bán được khối chó đấy. Con cái, con tiếp theo là một con rất là to, có dài, có mảng màu rất là đẹp, có đầu rất là to và rất là ấn tượng. Hiện tại thì lúc này là nó bị thai lông cho nên nó rất ít lông. Có bộ vai bình thường, mái mông ngắn, nó cần phải dài thêm. Bộ ngực thì cần phải phát triển hơn nữa. Phần thân trước thì chuẩn, góc chân chuẩn và nó di chuyển rất là đẹp. Cái vấn đề đây là khi mình nhân giống thì phải tìm chọn cái kích cỡ cho nó phù hợp. Sau khi cuộc thi kết thúc thì các số báo danh 108, 110 và 109 trở lại để sân khấu để giành cúp và chụp hình với lại ban tổ chức và giám khảo nhé. Hiện tại thì chúng tôi trao các cái danh hiệu về chất lượng trước và làm cúp thì sau cuộc thi. Tiếp theo là nhờ mời nhóm chó được tiếp theo vào sân thi.